Nhâm chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của Việt TV và Radio. Và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình với một lá thư Thư Nhâm nhận bằng email vào ngày 29 tháng 4. Thưa bà Hồ Quang, làm thế nào để giúp cho tôi lãnh được tiền hưu của người chồng đã qua đời? Bởi vì giấy hôn thú bị trộm lấy mất hết cả giấy tờ gia đình. Chúng tôi lập gia đình 30 năm và có 4 người con. Năm nay tôi 67 tuổi. Tôi có nhờ người quen ở bên Việt Nam xin copy lại nhà thờ lúc mà tôi làm lễ cưới đó. Như vậy có hợp lệ không thưa bà? Xin bà cho tôi biết ý kiến. Cảm ơn bà rất nhiều. Dạ, cái câu hỏi này là một cái câu hỏi mà tôi cũng rất cảm ơn bà đã đặt ra để tôi có dịp chia sẻ đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình An sinh xã hội. Đối với người Công giáo thì khi kết hôn chúng ta có hai cái mảnh giấy quan trọng. Một là về mặt chính quyền, hộ tịch đó, thì mình ra mình ký cái giấy hôn thú. Song song đó cũng có cái giấy mà ký ở nhà thờ khi cha làm lễ hôn phối. Thì hiện nay với cái tình trạng mà những cái giấy tờ hộ tịch của Việt Nam có nhiều phần có thể sao chép làm sao đó mà Sở An sinh Xã hội bây giờ không chấp nhận khai sanh hay là hôn thú từ Việt Nam, mà chỉ công nhận nếu mà là xác nhận cái giấy hôn thú thì cái giấy mà làm ở nhà thờ sẽ được công nhận. Thì cái tốt nhất là bà cố gắng liên lạc với giáo xứ nơi ông bà kết hôn để có cái giấy chứng nhận là ông bà đã làm phép hôn phối ở nhà thờ nào đó, giáo xứ nào đó, thì chính phủ sẽ công nhận đó là cái giấy kết hôn của ông bà. Thậm chí là có con cũng không có. Thì cái đó sẽ qua những cái bước nó rắc rối hơn. Nhưng mà cái giấy kết hôn từ nhà thờ thì cái giấy đó có hiệu lực. Mà nếu mà bà có cái giấy hôn thú của chính quyền thì lại Sở An sinh Xã hội không công nhận, mà lại công nhận cái giấy hôn phối của nhà thờ. Thế nhưng cảm ơn cô rất nhiều. Ngày hôm nay cũng biết thêm một điều chuyện mới. Và thưa cô thì... Vậy là ai đó làm đám cưới nên cưới người Công giáo lại có cái giấy hôn phối. Dạ, Thi Nhung cảm ơn cô và thì xin phép đi tiếp một lá thư Thi Nhung nhận bằng email luôn vào ngày 1 tháng 5. Tôi sinh ngày 1 tháng 1 năm 1953, còn đang làm việc, có bảo hiểm sức khỏe. Vợ tôi sinh ngày 29 tháng 8 năm 1953, bảo hiểm sức khỏe theo tôi. Vậy xin hỏi, ngày 1 tháng 9 năm 2019, vợ tôi về hưu, có cần ghi danh xin bảo hiểm sức khỏe phần A, phần B, phần D hay không? Định vào đầu tháng 9 năm 2019, xin về vợ. Vợ có cần ghi danh trước 3 tháng bảo hiểm sức khỏe phần A, B, D hay không? Trong khi vợ của tôi đang có bảo hiểm sức khỏe của tôi, làm việc tại công ty. Nhà bà sinh năm 1953, thì năm nay bà cũng được 66 tuổi. Cái đó là cũng là trễ tràn rồi đó. Vì đúng theo luật, cho dù bà có được hưởng cái bảo hiểm y tế với hồ sơ làm việc của ông, ở nơi làm việc của ông, thì khi bà bước vào tuổi 65, bà đã phải ghi danh, tối thiểu là ghi danh vào Medicare Part A. Bây giờ, khi mà bà được tới tháng 9 năm nay thì xin định là ghi danh. Là bà được 66 tuổi rồi. Thì bà sẽ, người ta sẽ không có cho bà ghi danh, là tại vì bà không có Part A, thì bà sẽ rơi vào cái tình trạng là ghi danh ở cái giai đoạn ghi danh tổng quát là từ đầu tháng Giêng cho tới 30 tháng 3 của mỗi năm. Thì phải đúng đợi là năm nay nè, cái đầu tháng 2, đúng ra là năm nay nhưng mà bà trễ rồi thì bà phải đợi tới tháng Giêng năm 2020 thì bà mới bắt đầu xin được trở lại cái Medicare. Ông ráng đi làm nha, đi làm để cho bà có bảo hiểm cho tới năm 2020, chứ đừng có nghỉ sớm nha. Cảm ơn cô Hồ Quang. Và cũng một lá thư Thi Nhung nhận bằng email luôn vào ngày 3 tháng 5. Thưa chị Hồ Quang, em sinh năm 1964, đang sống tại Oregon State. Em kết hôn năm 2002, có một đứa con dưới 16 tuổi. Em sang Mỹ diện HO năm 1995 và đi làm full time cho hai company 22 năm, có đóng thuế, FICA, OSD, FICA,
OASDI và Medicare đầy đủ. Em cũng contribute for có cái quỹ 401k và ESOP Retirement Fund with amount of total vest và vào khoảng là 71.800. Em có 4 câu hỏi nhờ chị giải đáp giúp cho em. Câu thứ nhất, em có đủ 40 tín chỉ làm việc tại Mỹ. Vì sức khỏe, em muốn về hưu, nghỉ ngơi sớm vào năm 56 tuổi hay là lúc 58 tuổi. Vậy em có được hưởng tiền hưu 100% hay không? Vợ và con của em có nhận bất cứ cái tiền pension nào hay không? Về hưu, cái câu đó nó rất là hấp dẫn. Ai cũng muốn về hưu hết á. Và hỏi vậy, tôi về hưu được không? Được, về hưu tuổi nào cũng được hết á. Chỉ có một cái, mình về hưu là có nghĩa là mình không đi làm nữa. Nhưng mà về hưu đó, mà muốn hưởng cái hưu bổng là một vấn đề khác. Tối thiểu phải 62 tuổi thì mới được hưởng cái hưu bổng non. Thành ra còn 58, 56, về hưu thì về hưu, nhưng mà lúc đó chỉ có về hưu rồi nghỉ ở nhà đi vui không chơi có tiền thôi. Gì hết. Không có tiền gì hết. Uổng bao nhiêu năm mình làm. Phải đợi tới 62 để có lại. Rồi nếu mà hỏi mình mơ mốt có nhận được cái pension, vợ con có được pension không? Thì bây giờ con 16 tuổi mà mình mới có 5 mí à. Tới khi mà mình được tối thiểu 62 là con mình nó là những người trưởng thành rồi. Thì khi mà cháu đã thành người trên 18 tuổi và cháu khỏe mạnh thì thôi cháu cũng không có hưởng cái gì trên cái hồ sơ. Cho dù là hồ sơ bệnh tật hay là hồ sơ hưu bổng hay là hồ sơ cái quyền lợi tồn sinh nếu một mai cha mẹ ra đi. Và cũng tiếp tục với lá thư này, câu hỏi thứ hai, đó là làm sao thì em có thể biết là cái tiền pension của mình là bao nhiêu, căn cứ vào những độ tuổi hưu khác nhau, với cái website nào thì em có thể kiểm tra cái thông tin đó được ạ? Dạ, cũng cảm ơn cái câu hỏi này quá chừng luôn, là tại vì tôi cũng muốn nhấn mạnh với quý vị, hồi xưa đó, xưa là trước năm 2011, cứ mỗi năm 3 tháng trước sinh nhật của mình, thì Sở An sinh Xã hội có gửi đến cho mình cái mẫu gọi là Social Security Statement, là cái bản ước tính cái quyền lợi an sinh xã hội của mình ở nhiều độ tuổi khác nhau. Độ tuổi sớm nhất là 62, độ tuổi hưu toàn phần hay là độ tuổi hưu kéo dài là 70 tuổi. Nhưng mà sau này với cái phương cách là thôi mình không có in giấy, không có chặt cây, không có làm bột giấy vân vân, thì chính phủ mới đề nghị là mình tìm hiểu bằng cách lên trang mạng. Thì đây xin chia sẻ cái địa chỉ của trang mạng Sở An sinh Xã hội là www.socialsecurity.gov. Khi vào trang mạng này thì sẽ có hình một cái chữ là My Social Security Account, chương mục an sinh xã hội, bấm vào đó để create, để tạo cho mình một chương mục. Khi tạo được cho mình một chương mục an sinh xã hội thì quý vị sẽ có thể, đối với những vị như em đây là còn trẻ lắm, muốn biết là cái statement của mình, cái ước tính là bao nhiêu, thì mình có thể vào đó để coi cái Social Security Statement. Đối những vị như tôi lãnh tiền hưu rồi thì coi mỗi năm chính phủ có tăng lên cho mình bao nhiêu không, thì cũng vào đó mình coi. Hay là những vị cũng lãnh tiền hưu hay là tiền SSI rồi mà mình đi xin những cái trợ cấp khác, hay là mình xin trợ cấp gia cư, thì người ta mới hỏi là một cái giấy xác nhận cái thu nhập của mình, thì cũng qua cái My Social Security Account mình có thể xin được cái mẫu giấy xác minh lợi tích. Hay là như tôi có Medicare rồi mà lơ đễnh là mất cái thẻ, tôi muốn vào đó để xin cái thẻ Medicare thay thế, vào đó tôi cũng xin được cái việc này. Tôi lãnh tiền hưu rồi, tôi không thích cái nhà băng này, tôi đổi qua nhà băng khác, tôi mở một cái chương mục mới, thì tôi muốn chính phủ chuyển tiền qua cái chương mục mới, thì cũng qua cái My Social Security Account tôi làm việc, làm được những việc đó. Và cũng tiếp tục lá thư này, câu hỏi thứ ba là nếu em muốn rút tất cả những cái tiền mà từ những cái account của em mà em đã vừa nói đó, hoặc là em chỉ cash một nửa của 71.800 thì em phải bị trừ thuế bao nhiêu?
trên những trên cái tổng số đó, và em phải liên hệ ở đâu để nhận được những cái tiền phần này, những cái quỹ này? Dạ, cái 401k đó thì cái đó là một cái quỹ hưu bổng mà do cái công ty mình làm việc người ta thiết lập để người ta khuyến khích mình tham gia, và muốn khuyến khích cái sự tham gia đóng góp của mình thì cái công ty đó họ nói nếu quý vị bỏ tới 5% cái trên cái số lương của quý vị thì công ty chúng tôi sẽ match, sẽ khớp vào đó 5% nữa. Thì cái đó là bên bộ phận HR, Human Services, Human Resource, là vào nhân viên nhân sự của cái công ty đó, thì mình liên lạc mình nói bây giờ tôi muốn rút tiền ra, mà lưu ý phải đợi tới 59 tuổi rưỡi mình mới đủ tuổi để xin rút cái tiền của mình ra nhá. Em hỏi tôi đóng thuế bao nhiêu, tùy thuộc theo cái thu nhập của mình lúc bấy giờ. Cái này không, thuế cũng không phải là chuyên môn của tôi, nhưng mà cũng có một cái khái niệm tổng quát để chia sẻ đến quý vị. Tiền mình càng nhiều thì mình đóng cái tỷ lệ mình đóng thuế càng cao. Do đó nếu mà rút ra một lúc 71.000 hơi nặng nha, thì mình sẽ đóng thuế trên tổng số cái 71 cộng với tất cả những cái thu nhập của mình có được trong năm. Còn nếu mình rút từ từ thì cái số tiền mình rút ra nó không nhiều lắm, cộng lại với tất cả những cái thu nhập trong năm, thì nếu mà cái tổng số thu nhập của mình nó không có cao lắm thì cái thuế lợi tức của mình nó cũng không quá cao. Trong đầu thư thì như Thiên Dung thấy vị này ngoài quỹ 401k còn có Employee Stock Ownership Plan, là quỹ gì hả cô? Dạ thì có phải cũng là một cái quỹ mà là xây... cũng là một thứ quỹ, và ở đây không phải là quỹ hưu bổng mà là quỹ đầu tư. Dạ. Là mình thì có ảnh hưởng gì? Dạ. Có chứ. Cái đó là mình để dành tiền mình đầu tư thì mình cũng có sinh lời. Và cũng liên quan đến lá thư này thì Dung nhận thấy rằng còn hai câu nữa mà thời lượng của mình cũng đã hết rồi cô Hồ Quang. Và nếu như quý vị có những thắc mắc gì về an sinh xã hội thì mong quý vị hãy email cho chúng tôi ở địa chỉ email là ansinhxahoi@vietv.com, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư về địa chỉ số 1301 East Arapaho, Richardson, Texas 75081. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn vào lần phát hình kỳ tới.